Lễ khánh thành đường dẫn và hai cầu VWS1 và VWS2 nối từ đường quốc lộ N2 và khu công nghệ môi trường xanh do Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam Long An làm chủ đầu tư được tổ chức sáng 27 tháng 3 tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Công trình hai cầu và đường dẫn có tải trọng là trên 80 tấn, chiều dài toàn tuyến là 200 m, bao gồm đường lên cầu hai bên và cầu, quy mô 6 làn xe chạy, rộng 3,5 m mỗi làn. Mỗi bên 3 làn xe được ngăn cách với nhau bằng giải phân cách rộng 5 m. Hai bên đường bố trí vỉa hè rộng 10 m và hành lang an toàn rộng 13,5 m. Hai năm qua thì chúng tôi tập trung xây dựng hai cây cầu, bởi vì đi vào một cái dự án lớn như vậy thì cái như là cái đường đi vào đi ra và chuẩn bị trước khi xây dựng thì nó phải có những cái cây cầu để có thể chở vật liệu và tất cả những cái thiết bị đi vào để chúng ta xây được từ bên trong. Cho nên chúng tôi đã chuẩn bị hai cây cầu thì chúng tôi được phép xây dựng, cho nên chúng tôi đã hoàn thiện. Và bây giờ sắp tới đây thì chúng tôi đang chờ những giấy phép mà chúng tôi được coi như là xây dựng hạ tầng từ bên trong và để chuẩn bị cho cái dự án được sớm được coi như thực hiện và đưa vào coi như vận hành. Hai công trình trên thuộc dự án khu công nghệ môi trường xanh do Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam Long An đầu tư, đặt tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, Long An, nằm trên diện tích 1.760 ha. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, được chia làm 3 giai đoạn. Công suất xử lý chất thải rắn đến năm 2025 là 21.400 tấn một ngày, đến năm 2035 là 26.800 tấn một ngày và đến năm 2050 là 36.500 tấn một ngày. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 450 triệu đô la Mỹ. Dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tiếp nhận và xử lý tất cả các loại chất thải thông thường, chất thải công nghiệp, chất thải điện tử, y tế, bùn thải và tất cả các loại chất thải cần xử lý cho thành phố Hồ Chí Minh, Long An, các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh thành lân cận. Ý tôi muốn nói đây là xà lan chuyên chở những cái rác mà đi trên đường sông mà người dân sẽ không biết đó là cái những xà lan chở rác, bởi vì nó cũng như là những cái xà lan chở hàng điện tử đã đi về không tập trung rác ở thành phố Hồ Chí Minh đưa vào container xong dạ, vận chuyển tất cả các thứ để bảo vệ được coi như là an toàn về môi trường cũng như là để coi như bảo vệ được sự giao thông. Vận chuyển bằng đường sông thì chúng ta tiết kiệm cái tiền vận chuyển rất là nhiều. Bởi vì là khi một chiếc xà lan có thể vận chuyển tới 2-3 ngàn tấn, trong khi đó là mỗi một xe mà chở rác thì chỉ có thể vận chuyển được khoảng 10-15 tấn. Đã thành ra chúng ta tiết kiệm rất là nhiều tiền về lâu về dài. Đây là dự án tôi nghĩ là chắc chắn chúng tôi là thấy là nó sẽ hiệu quả rất là cao trong vấn công cuộc mà bảo vệ môi trường cũng như xử lý rác. Sẽ có một cái cầu cảng xây dựng để tiếp nhận những cái container để mà chúng ta đưa container đó vào những nhà máy để xử lý. Dự án sẽ mang lại nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Long An nói riêng và khu vực lân cận nói chung. Khu công nghệ môi trường xanh xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được quy hoạch là khu xử lý chất thải hiện đại, với mục đích chất thải được xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường, phù hợp với đặc tính chất thải trên địa bàn tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Đặc biệt công nghệ xử lý phải có đầu ra sản phẩm hữu ích bằng công nghệ áp dụng là ủ kỵ khí, sản phẩm sản xuất phân hữu cơ và các sản phẩm điện, khí đốt, nén lỏng, tái chế, hạn chế tối đa tỷ lệ chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất, đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, chỉ chôn lấp các vật liệu, chất liệu không thể đốt, tiêu hủy được, không gây thẩm thấu và ô nhiễm đối với môi trường nước, không khí. Phát triển đầu tư dự án theo mô hình xử lý đốt rác để phát điện và kiểm soát chặt chẽ quy trình vận chuyển, kiểm các điểm bãi vận chuyển, tập kết rác, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đó là mục tiêu mà chúng ta kỳ vọng, đặt niềm tin vào dự án khu công nghệ môi trường xanh đang được đầu tư tại đây. Sự hình thành và phát triển khu công nghệ môi trường xanh sẽ góp phần tích cực vào sự bảo vệ môi trường bền vững. Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam sẽ tập trung tối đa nguồn lực đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục quan trọng của dự án để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.